cho mình xin kính chào quý chú anh chị nha. Nhận quà anh Hải ơi. Qua, mấy chị qua nhận quà đi. Quà bổng du lịch gì đó hả? Này. Mấy chị ơi. Ở trong như vậy chưa? Em có quay không? Có nè, em không quay đâu. Em quay giùm anh đi. Vâng, xin chào cô chú anh chị và các bạn đã trở lại kênh. Em biết sao mà hôm nay có quà này không? Lập cái ông mình là đứt lịch rồi. Đây cái này nè anh. Em có không vậy? Nè em có chưa hả? Mùi Hải cũng có nữa nè. Quà này chứ còn có. Mùi Hải có luôn á. Ông ta có không? Em có mà. Món quà của người chị ở Sài Gòn. Hôm trước có tặng cho em với mấy đây lên nhìn mấy nêu với 15 mét rồi đó. Xong rồi à, em nhớ cái đợt em nói cái gì không Hải? Không quên hả? Không có gì quên. Nói giá gì mà phải ai cũng được tặng á, giờ hôm nay là được tặng hết rồi. Em có luôn không? À, chị gọi ngay cho mình. À em có chơi ha. Mùi Hải đang ngủ có lịch treo xé lịch Tết đâu hả? Lịch này là có ai có số điện của anh giàu không ta? Giàu đưa vào qua luôn. Ừ, đưa vào qua giữ luôn đi. Qua đâu rồi? Qua đâu rồi em ơi? Với anh Ngọc giùm ơi. Không, cái này cô nữ. Cô nữ trước đi. Mọi nữ khác, nam khác hả? Mọi nữ khác nha. Nào bên đây nè. Chọn cái màu này, cái này là cái gì? Mùi đẹp luôn hả? Cây hoa. À. Cái hoa tà khoát lọc nha, mình tiền nè. Đó, giờ cho cái chị Hương trước đi. Hồi của anh giàu kêu gì qua giữ giùm là. Đây là của người chị ở Sài Gòn giấu tên. Hôm trước tặng cho ba anh em á, vì mình với nhiều với. Rồi dì hai có lời nào cảm ơn khán giả không? Em đây cảm ơn nè. Em cảm ơn chị, em có nhận được bên Di Minh được cái chứng lịch của chị cho sẵn cho em để treo trên nhà cho đẹp Tết. Em cảm ơn chị. Nhìn đây nè, nhìn đây. Lịch mà cũng bên nhà Sài Gòn hả chị? Rồi gì ha, sao? Cảm ơn chị ở Sài Gòn ha, em cũng có nhận của Di Minh tấm lịch cho chị gửi để treo Tết cho đẹp. Em cảm ơn chị nhiều. Rồi. Chị cũng cảm ơn Di Minh nha, Di Minh. Rồi ok. Rồi chị làm gì hơn nè. Cảm ơn chị ở Sài Gòn. Thầy với Di Minh cảm ơn rất nhiều cho miếng lịch. Rồi của ông giàu đưa ra che bà qua giữ giùm luôn đi. Còn ai của chị Bích mình gỡ luôn ha. Tại vì bà con Bích biết là mấy chị á mình phải đi làm. Nên là cuối tuần chị mới lên cho nên là sẵn nay mình gỡ cho chị gần nhà chị Bích không? Chị đi ngang luôn. Chị ngang chị kia đó. Gỡ cho chị Bích cho chị Hương nha. Hai mặt Hương với Bích cảm ơn chị nhiều nha, chị rất là đẹp luôn, quá đẹp. Chị cảm ơn mình nha Minh. Chị nhận cho bé My luôn rồi. Này là của bé My nghe quý chú vậy. Bé My siêu mẫu á. Nó ngủ. Bé My này gửi cho ai vậy ta? Giờ không, giờ nó đang ngủ, sao được, nó làm cà phê tối. Đeo ra, sao lấy vô ngủ tiếp rồi đó. Dễ. Sắp gì đi nữa, để điện nó giờ tạm thời chị nhận rồi. Bây giờ mình cứ... Em cũng thay mặt bé My. Con gái này của anh Áo Vàng à. Bé Cao, em cảm ơn chị luôn nha chị, cảm ơn chị nhiều. Rồi, dép. Rồi, tới đó, để đây đi. Rồi, tới Nam nè. Rồi, để Nam lên đi. Nam, Bùi Hải Vlog, đầu. Hai quá quay đầu. Hai lên những quả. Lên xác lịch cho nè em. Em lên xác lịch cho. Alo. Alo. Của nam phép nữ không? Giờ gì cả ngang này. Hỏi nói không? Bây giờ chị em cũng phải quen biết rồi chào không? Nè, cố quên. Quen biết rồi. Cái này nhờ Hải mới có nè. Đã đáo thành công đó kìa. Dính ra lớn như này luôn. Mùi Hải xong tới chú Tiểu. Đây là món quà của chị dấu tên ở Sài Gòn gửi tặng em. Chị Thu không phải. Không phải nữa. Rồi, rồi tới chú Tiểu nè. Ở Sài Gòn nha. Tặng cho Mùi Hải tấm lịch để dành tặng Tết gửi về cho mẹ treo Tết. Rồi tới chú Tiểu nè. Treo không Hải? Rồi có ai cầm tới chú Tiểu nè.
anh Neo với Duy Minh là không có trong cái đợt này nghe, tại vì nhận rồi nha quý chú anh chị. Rồi chú Tiểu. Đây, chú Tiểu. Rồi chú Tiểu cũng xin cảm ơn chị đã cho anh em người một tấm lịch để chiêu Tết có mùa xuân. Rồi em cảm ơn chị rất nhiều luôn. Bây giờ tới anh nấu vàng được chứ. Anh nấu vàng không được. Vàng cũng cảm ơn chị cho giải đất này còn. Chúc chị nhiều sức khỏe, gia đình bình an. Cảm ơn chị. Còn đây của anh giàu nữa ta. Anh giàu với ai ta? Giàu đưa gì qua đi. Giàu Ngọc. Dạ, con gửi chị đi, con vào gửi chị đi. Vào gửi chị hả? Thôi chị có em bơm mà. Rồi đây là cái đâu có thua đâu. Cái nào trên đây gì về là gì điện con. Đó đẹp khác ơi. Con vào ở cái lúc chạy. Chạy hả? Sợ chạy hả? Nè, cho đổi tấm này luôn nè. Có cái bạch bao lại đàng hoàng để chạy. Một chút xíu bao lại có đâu, cái này còn hả? Còn bao à? Còn đây là cái tấm lịch này là tặng cho anh giàu hả quý cô chú chị. Hôm nay anh giàu thì cũng ít lên quý cô chú chị. Cho nên là không có anh ở đây thì nhờ chị chúc chị qua nhà giùm nhé. Dạ dạ. Chị ở gần ảnh chưa? Chị ở cái bên. Cái bên không nhìn tặng ảnh đi. Rồi đấy đó. Thành công lại anh Ngọc. Anh Ngọc nè. Cái này của ai? Ngọc á. Anh Ngọc này của anh thôi. Đâu phải. Còn đây là của anh Ngọc nè. Quý khán giả ở Sài Gòn. Rồi à, muốn nào cảm, cảm ơn gì quay đây cảm ơn. Rồi rồi gì cảm ơn đến chị không? Cảm ơn chị rất nhiều, chúc chị được cái mã đó không giống như. Thôi mới ơi thôi. Rồi cảm ơn nha, cố gắng nha. Rồi. Còn tấm này là của ai ta? Sao sao bảy nữ mà coi. Cái này năm rồi nè. Năm rồi. Chị Hương chị Bích có không? Có rồi đó. Cùng Thiện Tiên. Bích My. Thiện Tiên ừ, Bích My với chị luôn tiên. Là 5 người. Đúng rồi chị. Mình đi đó, cái vợ chồng bớt đó chị. Tiên Lộng Tiên. Con Tiên vợ bớt đó chị. Mà một rồi. Một trời nè. Một gia đình thôi. Một gia đình thôi. Một gia đình là không có cho nữa. Một gia đình một cái thôi chứ mình đâu xài hai cái được. Đó. Tiên. Cái này là của chị Tiên. Tiên là chị Tiên. Em mai nó vô rồi đấy. Điện cho chạy vô lấy. Gọi em bà chạy vô liền. Có ai có số không ta? Em... chị có Zalo nữa không? Em có số mà. Hoài chạy vô viện á. Gọi giùm đi. Hôm nay nó không nói gì. Tiên. À, chị đã nhận người cái lịch. Cái này của chị Tiên nghe quý của chú chị về chị đi. Chị Tiên. Dương Tiên. Có mấy chị này là để là gốc cây này tại nặng quá nặng. Em là công bằng không quý chị. Người nào ấy là khán giả em mà người ta xem người ta không biết hết. Vì một gia đình một thì một tấm thôi chứ ai đâu mà chịu hai tấm. Cho nên là người nào chưa có thì mình tặng người đó. Hả? Còn Duy Minh có rồi cho nên là Duy Minh không có không được không có rồi. Duy Minh anh yêu Duy Minh làm hết có rồi. Được nhiều sức khỏe. Rồi ok, cảm ơn em. Rồi em cảm ơn chị nha. Chị có vô không? Vô liền luôn hả? Rồi vô liền được rồi. Rất là đẹp nha quý cô chú chị, vàng quá trời luôn nè. Dạ. Giờ đủ luôn ha. Rồi. Cảm ơn chị mấy chị nha. Chúc mấy chị thật là nhiều sức khỏe nha. Rồi em cái nào ra cái đó lắm. Không có gì ấy đâu. Ở xong rồi là rồi. Rồi gì qua luôn đi. Rất là đẹp luôn ha quý chú anh chị. Đó. Mình đâu là ra đó nghe. Cái này mình đợi chị Tiên vô xong cái mình tặng cái nữa là đủ luôn quý chúng chị. Để hỏi cảm xúc của mấy anh em coi vui không nấu vàng. Vui chứ, có lịch bắp Tết là vui rồi. Có cuốn lịch treo để nhà Tết là vui rồi. À vui phải không, khoảng trăng có quà Tết ha. Ngày bữa nữa đi có lì xì. Đó. Lì xì. Đó, ở đâu mình đâu qua đó quý chúng chị. Cái nào xong rồi thôi đó. Anh em vẫn vui vẻ đó. Có những cái tấm món quà nhỏ nhỏ là tặng mấy anh em mình cũng vui lắm quý anh chị. Mấy anh em mà được quà mình cũng vui lắm. Là... đẹp hơn gì trời cái đó. Cái đó là đúng rồi, vàng với đồng tiền quá năng lượng quá trời luôn. Hỏi bà chịu đổi không? Có gì giờ có được rồi chứ. Rồi
tiền vàng. Ông này cũng khoái tiền vàng nè. Ông này cũng thật tế luôn nè. Khoái tiền nè. Đúng rồi, Tết là phải có tiền vàng. Tết là tiền vàng đồ là vô nhà. Vậy cái này là của chị Tiên đúng không? Ok. Má đáo thành công. Má đáo thành công nha. Đó, quý cô chú anh chị ơi, thì video đến đây thì Duy Minh cũng xin kết thúc video ha quý cô chú anh chị. Nào mình đâu ở đó đàng hoàng, Duy Minh vẫn chia sẻ mộ của chú và dẫn đến thắp hương cúng kiến cho chú mỗi ngày quý cô chú anh chị, chứ không phải là nhiều khán giả vô comment nói Duy Minh kiếm chuyện đi đâu nghe ha. Duy Minh đã nói lời hứa là lời danh dự đó, mình hứa một câu rồi là mình không bao giờ mà thay đổi quý anh chị. Mình kiên quyết lắm. Chứ không phải là thấy ở đây là ít view này kia rồi bỏ đi thôi nghe. Mình không có quý cái chúng chị mình muốn đi là mình lên video mình nói mình đi rồi quý cái chúng chị, chứ không có diện lý do gì hết. Cái tính mình ngay thẳng lắm. Rồi tôi muốn đi lên chú ơi con thấp hơn cái, con đi chỗ này chỗ kia quay, không có view con đi quay chỗ khác, rồi con lên con nói thẳng, chứ không có nói mà lý do gì nghe quý cái chúng chị. Mong bà con bác hiểu chứ có gì đâu mà mình làm thông tin mà quý cái chúng chị. Ví dụ như không có view thì mình đi chỗ khác, mình gian trái thôi, đó chuyện bình thường mà. Nó bây giờ như mình nói không nói trước, mình nói đi mà mình có đi đâu. Bà con của bác có nhiều comment cũng ăn ý nói mình tạo này kia cũng giống nhau này kia đồ, không có quý chú vậy, đợi thời gian sẽ chứng minh được thôi. Mà cái nào mình đâu ra đó đàng hoàng, cái nào xong rồi thôi đó. Có những cái câu chuyện mà Duy Minh phải nói là cũng không có mà giải thích được nhiều quý chúng chị ha. Nói nhiều mất công, nói tới nói lui, nói lu bu nữa thôi. Bỏ qua đi, mình chỉ muốn là không cho nó im đẹp đi quý chúng chị ha. Bỏ qua tất cả, nhưng mình vẫn chia sẻ tại mộ của chú cho bà con cô bác cùng xem thôi. Đó. Tại đi vô đây một cái, mộ chú coi đi. Cho mộ chú bình yên đi quý chúng chị ha. Nó đừng có gầm gà nữa. Đó. Giờ màu chú là bình yên rồi đó. Có gì cũng nấy anh em mình ha. Có gì cũng nấy cho chú. Cho nó yên ổn. Trả lời cái không gian tươi đẹp mà quý chú anh chị. Đây thì có anh Ngọc rồi. Anh Ngọc đây thì trực thuộc ở đây rồi. Đó. Đây là không gian yên tĩnh đi. Yên tĩnh đi. Đó. Nhưng mà nhìn hai bông tím nhớ là chuyện cũ. Nhớ chuyện gì nữa anh? Nhớ chuyện mà là chuyện mười người đang bốc phát anh. Cái đó em biết rồi, em cũng giải thích cho khán giả biết rồi. Nhưng mà cũng có người ở xa cũng nhắn tin vô cái group nói anh nữa. Thôi kệ anh, bỏ qua đi. Tại em cũng giải thích cho khán giả biết rồi, cái này là của chị Hồng Loan này kia đồ. Nhưng mà thật sự hồi nãy là Ngọc trong cái đó là anh cũng có nói rồi một, nó nói là muốn về thì điện cho Duy Minh. Rồi mình bỏ qua đó đi. Nói chung là bà con cái nào mà xí xó được xí xó thì đó, mình cũng không muốn nhắc lại nhiều nữa. Mình muốn nói ra đây để mình, tại vì bà con cũng không có biết đâu. Cái sự việc ở đây mình nhìn nhận mình thấy được, mình thấy mỗi ngày mình thấy trước mắt mình mới biết quý anh chị, trong cái khuất mắt khó thể nào mà giải lý giải được. Mình không để mình nói hoài tẹt cả luôn. Thì nó kỳ quá anh em. Cho nên là nói gì bà con bác hiểu rồi. Đừng có nói mà nhiều, nói là tại mình tại này kia rồi có cái gì đó mình mới nói, chứ đừng không mình không nói đâu quý chú chị. Rồi bây giờ mọi chuyện nó cũng đã im xuôi rồi, vì mình cũng muốn chia sẻ ở đây mỗi ngày rồi. Ai làm có ý gì tốt muốn xây đắp mộ của chú thì mình đến cúng kiến rồi thắp hương rồi cũng có gì cúng nấy thôi. Đó là cái tấm lòng của mình, giống như ngày xưa Duy Minh vô đây với anh Niu rồi nè, một số anh em đi vô rồi có gì cúng nấy xong rồi về cho nó vui vẻ đi. Thôi cài thôi đi, bỏ đi. Sao bỏ chạy? Đó.
sáng này Duy mua thanh long ruột đỏ dư măng cầu với nhãn này là nhãn gì tiêu thái với chúng chị của chị Thúy Diễm ở Đài Loan gửi Duy Minh mua cúng mỗi ngày cho chú Du Linh, thì bữa nào Duy Minh cũng phải mua hết với chúng chị. Cái này dĩa này thì sáng mua 144 ngàn. Mình nhìn tới cây sứ này mình nhớ là cái cây sứ ngày xưa của sư cô đem đến với chú chị, với của sư cô đem đến mà đã đời qua mấy bữa sau gì mắc tiêu đó, mắc tiêu đó, đợi chị tiền cái nữa. Cái gì đây, trái châu đâu rồi, lấy đây rớt hả? Ok cầm đi. Vì mình nói thật sự bà con nhiều khán giả vô comment nói mình cái chuyện gì đâu mà nhỏ mà anh em ngồi lại với nhau. Nói thật sự luôn, ví dụ như nếu mà nói anh em ngồi lại với nhau á, nếu mà một câu á thì nên là mình đừng có quay, xong á mình thiện chí với nhau á, mình ngồi mình lại mình nói chuyện với nhau, chứ đừng nói mà gì, nói họp với nhau mà cầm máy lên quay đó, là vì mình không chịu. Ví dụ mà anh em muốn hòa đồng với nhau á thì tắt máy hết, ngồi nói chuyện lại với nhau ha. Còn này là lên video nói để nói chuyện mà cầm quay lên cho người ta cười chứ gì, ta cười tem chứ gì. Như vậy là vì mình không thích. Ví dụ muốn thiện chí mình nói chuyện với nhau, mình tắt máy hết, đừng có quay, rồi mình đó mới gọi là tem đồng lòng nhau, thương nhau đó. Chứ mà lên video ai nói tờ chuyện nhỏ quá này kia đồ ngồi lại mình nói chuyện với nhau đó, quý vị mà ở trên cái miệng thì nói trên điện thoại hết rồi, mà tắt máy của ai chịu lời ngồi chung với nhau mà nói chuyện với nhau mà đừng quay không đó quý chúng chị. Đó là cái câu hỏi gì mình muốn hỏi bà con cô bác coi đúng hay sai thôi đó. Cho nên là mình những cái chuyện vừa qua hết coi như là mình xóa bỏ hết với chúng chị, mà cái chuyện nào mình ra chuyện nấy xong rồi mình bỏ hết, mình làm lại từ đầu đó. Ở đây mình có gì mình đến mình cúng nấy, chứ bà con đừng có nói gì mình nữa. Nhưng mình cũng nặng cái đầu lắm quý chúng chị ơi, sáng giờ là biết bao nhiêu khán giả điện, nhưng mình nhức đầu luôn á, thật sự luôn á.